Em xin chào quý cô chú, quý anh chị đã đến với kênh Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì ngày hôm nay thì em đang đứng tại xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để giới thiệu cho quý anh chị một bất động sản. Đó là một mảnh đất trống. Mảnh đất có chiều ngang là 5m, dài 30 và thổ cư là hết đất, quay về hướng Đông Nam. Đất của mình là từ sát nhà này nha quý anh chị, qua là 5m và sau vô trong là 30m. Đất quay về hướng Đông Nam. Thổ cư là hết đất và giá mà chủ muốn bán là 140 triệu một mét ngang. Và đây là đường phía trước đất. Đường này là thông nhân cuối của chú quý anh chị. Đường này là thông ra đường nhựa Sơn Cu. Và đường này cũng vậy, anh chị đi tới trước xong rồi mình rẽ trái ra khoảng 150 mét nữa là ra đường nhựa Sơn Cu. Từ đất của mình cách chợ Bầu Năng là khoảng 1,5 cây, cách Tòa Thánh Tây Ninh là 2 cây số. Đường là thông thoáng. Em xin nhắc lại là đất mình có diện tích ngang là 5m, chiều dài là 30, thổ cư hết đất, quay về hướng Đông Nam. Và giá mà gia chủ muốn bán là 140 triệu một mét ngang. Giá này thì còn thương lượng nha quý cô chú quý anh chị. Nếu như quý cô chú quý anh chị quan tâm thì xin liên hệ Thanh Nhi qua số điện thoại là 0396 391539. Và trước khi kết thúc clip thì em xin chúc quý cô chú quý anh chị có một ngày thật vui vẻ, xem video clip và chọn cho mình những bất động sản ưng ý. Đường kênh chị đường tem ha, đó là kênh rất là dài nha anh chị, kênh đường dài 2 cây mấy số. Đấy. Đường này đường xe tải 3 tấn nha anh chị, đường lớn á. Chạy thì mất khoảng 200m là anh chị sẽ ra giữa Sơn Cu nha, và anh chị đi thêm tầm 250m nữa là anh chị sẽ ra đường DT781. Ở đây là dân ở rất là đông nha anh chị, cho nên là về các người dân thì anh chị cứ yên tâm đi nha. Cái con đường nhựa này hướng bên trái là anh chị sẽ thông về thị xã Hòa Thành nha. Hướng bên phải này anh chị ra tỉnh lộ 781 rồi, thêm 300m nữa nha.